Xuân Vĩ xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Nhà đất Kiên Giang. Với tầm giá chỉ 1 tỷ 300 triệu đồng là quý vị sẽ có ngay một căn nhà với diện tích đất rộng rãi thoải mái lên đến 152 m², tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm của thành phố Rạch Giá. Cụ thể là tọa lạc ngay tại vị trí hẻm 103 đường Quang Trung thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Con hẻm trước nhà có độ rộng 2,5 m. Về thực tế thì ô tô cũng có thể vào được đến tận nhà. Tuy nhiên do vị trí đầu hẻm chúng ta sẽ có một cái đoạn cua như thế này nữa quý vị. Do đó ô tô sẽ không vào được đến vị trí này. Dù là nó có độ rộng 2,5 m. Căn nhà có hướng đông nam và bên trong quý vị sẽ có một cái khoảng sân rất là lớn, bao gồm có sân trước và một cái khoảng sân bên hông. Chúng ta sẽ có một cái nền đất với cái chiều ngang phía trước là 4,6 m, nở hậu phía sau 10 m và chiều dài nhất là 16,15 m. Tổng diện tích là 152 m², trong đó quý vị sẽ có 68 m² là đất ở tại đô thị, còn lại khoảng 83 m² là đất trồng cây lâu năm. Đây quý vị, đây chính là khoảng sân ở bên hông nè. Khoảng sân này thì quý vị có thể làm một cái sân vườn mini cực kỳ tuyệt vời luôn quý vị, rộng rãi thoải mái, với cái độ rộng mình đo được là khoảng 5,6 m nè quý vị, rộng lắm. Và cũng đã được lập sẵn mái che luôn nè, rất là tiện lợi. Và phía cuối thì chúng ta sẽ có một cái sân sau quý vị, sân sau rộng khoảng 1 m nè, có sẵn cái vòi nước để quý vị có thể chùi rửa đồ đạc, rất là tiện lợi luôn. Phía trên thì cũng lập mái che nè. Nói chung thì căn nhà đã hoàn thiện cơ bản rồi, quý vị chỉ việc mua thêm nội thất dọn vào ở ngay thôi. Thêm một ưu điểm nữa là căn nhà tọa lạc ngay tại khu vực trung tâm của thành phố, trong một con hẻm dân cư đông đúc, gần với khu vực chợ 30 tháng 4, gần với bến tàu Phú Quốc và khu đô thị Lý Biển Tây Bắc, thành phố Rạch Giá. Và căn nhà cũng sẽ có hệ cửa sử dụng chất liệu cửa nhôm kính cường lực. Bên trong thì quý vị sẽ có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, đó chính là không gian của phòng khách này quý vị. Bên phải phòng khách sẽ là cầu thang dẫn lên vị trí của tầng 1. Căn nhà được thiết kế theo kiểu thông tầng, tức là một trệt một lửng. Do đó ở phòng khách quý vị sẽ có một khoảng không gian thông tầng nè, rất là cao, rất là thoáng luôn. Phòng khách được thiết kế với độ rộng khoảng 3,6 m. Bên trái phòng khách sẽ là hành lang dẫn ra khu vực phía sau nhà. Hành lang được thiết kế rộng rãi thoải mái. Bên phải hành lang sẽ là căn phòng ngủ đầu tiên, bố trí ở tầng trệt, căn phòng với cửa nhôm kính mờ. Bên trong là một khoảng không gian rộng khoảng 10 m², với chiều ngang là 2,7 m và chiều dài là 3,7 m. Phía trên được lập la phong, lắp đèn chiếu sáng. Tiếp đó quý vị sẽ có một căn phòng bếp. Căn phòng bếp được thiết kế với độ rộng 3 m và tại đây cũng được bố trí một phòng vệ sinh dùng chung. Căn phòng vệ sinh rộng rãi thoải mái, ốp gạch phun tường, có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết. Và ở đây chúng ta sẽ có kệ bếp, tủ bếp với cái phần tường được ốp một lớp gạch rất là sạch sẽ luôn quý vị. Đây có cửa sổ này để lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và chúng ta sẽ có thêm một cánh cửa hậu nữa quý vị. Cánh cửa hậu sẽ dẫn quý vị ra một cái khoảng sân sau mà lúc nãy mình đã có quay nè, khoảng sân với độ rộng khoảng 1 m. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn lên tham quan khu vực tầng 1 của căn nhà. Và trong video clip mà quý vị nghe tiếng xe chạy thường xuyên á là do cái con hẻm này quý vị. Con hẻm này cái dân cư rất là đông cho nên xe ra vào rất là nhiều nha quý vị, do đó nó sẽ gây tiếng ồn. Đây là cầu thang dẫn lên vị trí của tầng 1 nha quý vị. Cầu thang gỗ và phần tay vịn là sắt gỗ MDF, có bọc những cái đường mạ vàng nhìn nó rất là lạ mắt thưa quý vị. Đây, trên này chúng ta sẽ có phòng thờ nha quý vị, một căn phòng thờ rộng khoảng 1,2 m nè. Rồi có một cái ô cửa ở đây để lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài. Đó, từ phòng thờ chúng ta quan sát xuống phòng khách nè. Phòng khách cũng có những cái hệ cửa sổ để quý vị có thể lấy gió, lấy ánh sáng luôn, rất là tiện lợi. Và chúng ta sẽ có một khoảng không gian trống nè. Rồi trên này thì được bố trí 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh. 2 phòng ngủ như nhau thôi quý vị. Cửa phòng là cửa nhôm kính mờ. Bên trong là một khoảng không gian rộng khoảng hơn 6 m² tí xíu. Cụ thể thì chúng ta sẽ có cái chiều ngang là 2,2 m và chiều dài sẽ là 2,7 m. Phía trên cũng được làm ba phong luôn quý vị, có cửa sổ nè để lấy gió, lấy ánh sáng từ bên ngoài.
Rồi tiếp đó quý vị sẽ có một cái phòng vệ sinh ở đây. Cái phòng vệ sinh vừa đủ dùng, ống gập phun tường. Rồi cái đó sẽ là một khoảng không gian trống nè. Ở đây có thể bố trí một cái bàn làm việc hoặc là một cái góc học tập cũng được luôn, rất là tiện lợi. Rồi ở đây quý vị sẽ có cửa sổ nè để lấy gió lấy ánh sáng từ bên ngoài. Và sau cùng là căn phòng ngủ thứ ba, một căn phòng cũng rộng hơn 6 mét vuông, cũng với chiều ngang là 2 mét 2 và chiều dài là 2 mét 7, cũng có cửa sổ để lấy gió lấy ánh sáng từ bên ngoài luôn. Như vậy là mình đã vừa dẫn quý vị và các bạn đi tham quan một vòng một căn nhà có cái diện tích đất rộng rãi thoải mái lên đến 152 mét vuông, tọa lạc trong một con hẻm xe máy đông đúc, cụ thể là hẻm 103 đường Quang Trung, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Căn nhà có cái diện tích đất với chiều ngang phía trước là 4,6 mét, đã hậu phía sau là 10 mét, chiều dài lớn nhất là 16,15 mét, trong đó có 68 mét vuông là đất ở tại đô thị và còn lại khoảng 83 mét vuông là đất trồng cây lâu năm. Căn nhà cũng được lắp sẵn một cái đèn năng lượng mặt trời ở đây nè quý vị, để chúng ta có thể tự động thắp sáng vào ban đêm. Và hiện tại căn nhà đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 300 triệu đồng, có thương lượng và đồng thời hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho những quý vị nào có nhu cầu vay vốn. Nếu quý vị nào quan tâm đến căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại xuất hiện trên video clip này nhé. Video clip của mình đến đây sẽ được kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các video clip tiếp theo.